Ok, trong cái video này Jimmy sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để bảo mật cái tài khoản MEXC Trading Account của mình bằng cách set up cái Google Authenticator, cái two factor. Và sau đó, sau khi mà mình set up xong cái phần two factor xong rồi đó, thì Jimmy sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao mình set up luôn cái phần phone để mình bảo mật hai lớp luôn, là lớp đầu tiên là two factor, lớp số 2 đó là cái phần phone luôn nha quý chị nha, để những người hacker họ không hack được trong tài khoản của mình nếu họ có được cái password của cái phần MEXC account của mình. Thì điều đầu tiên quý chị cần phải làm đó là sau khi quý chị download tải cái app xuống, quý chị set up xong cái tài khoản thì quý chị click vào MEXC Global nha quý chị nha. Và sau đó quý chị click vào cái hình người nè, hình người ở trên. Và sau đó quý chị click vào Security. Và sau đó quý chị thấy cái dấu này không? Google Authenticator. Đó, dấu chấm than đó, thì quý chị click vào Google Authenticator. Và sau đó quý chị cần phải làm điều gì? Download cái này xuống. Đó, thấy không? Mình download cái app xuống nè. Ok. Mình nhớ download cái app xuống nha. Ok. Còn nếu không có đó thì quý chị click vào trong cái phần App Store, click vào trong cái phần App Store và sau đó mình search Google Authenticator nha. Google Authenticator, search thì nó sẽ ra cái app này, là mình phải download cái app này xuống nha quý anh chị nha. Rồi sau khi mình download cái app này xuống rồi đó thì bấm chữ next, quý anh chị thấy không? Security nè, ở trên đây Security Google Authenticator, bấm chữ next. Và đây là cái khúc rất là quan trọng, quý anh chị phải xếp xuống và lưu trữ lại một chỗ quan trọng. Tại vì sao? Có nhiều người khi mà họ đầu tư xong rồi đó và sau này họ mất đi cái phone, họ nói chị mày ơi, bây giờ tìm không ra được cái two factor và sau đó log in cho tài khoản không được hay là rút tiền không được và sau đó phải cần reset lại, tốn thời gian lắm. Cho nên quý anh chị nhớ nè, là phải copy cái phần này screenshot, sau đó đó là mình có thể lấy một cái phone khác để mình chụp tấm hình. Ok, mình chụp tấm hình, chị thấy không, là chị mày chụp tấm hình nè, đó chụp tấm hình của cái này xuống. Tại sao chị mày chụp tấm hình? Tại vì á, mình lát nữa là mình phải scan cái phone của mình của cái khúc này để mình có cái sự tiện lợi, hay là mình phải copy, quý anh chị thấy không, copy cái phần khúc này. Ok, và bấm chữ next. Thì quý anh chị thấy nè, bây giờ để mình có thể set up xong á, nó phải cần verify cái password của account mình. Thì bây giờ chị mày bỏ verify password nè, đúng không, log in vào trước đã, sau đó nó gửi SMS cho chị mày. Nếu mà không có SMS á thì chị mày phải bỏ cái Google Authenticator khúc chỗ này. Thì bây giờ cái Google khúc ở đây, click vào Authenticator. Sau đó quý anh chị click vào cái này, bấm chữ là Enter Setup Key, mình pay vào trong đây, quý anh chị thấy không? Và sau đó mình để chữ là MEXC. Ok, xong rồi mình bỏ cái tên của mình, nói chung cái này mình bỏ sao cũng được hết. Rồi, thì nó setup xong, quý anh chị thấy không? Còn hai đó, mình click vào trong đây, sau đó mình scan cái khúc, mình scan cái khúc của mình. Nói chung cái nào cũng được hết quý anh chị nha. Thì bây giờ quý chị thấy nào, chị mình vừa mới chụp hình của khúc xong đúng không? Thì bây giờ chị mình lấy cái phone này nè, chị mình scan, đúng không? Thì quý chị thấy không, hai cái khúc nó tương tự như nhau, là chị mình copy vào nó cũng có cái khúc đó, mà chị mình scan nó cũng có khúc đó. Thì bây giờ chị mình xóa đi một cái ha, thì mình xóa đi một cái. Mỗi lần mình muốn xóa đó, mình lấy cái tay của mình nè, mình giữ xuống dưới cái phần này cái là nó ra cái pencil, sau đó mình xóa đi. Ok, thì bây giờ chị mình xóa đi một cái rồi đó. Ok, thì bây giờ quý chị trở lại MEXC Global. Và sau đó mình làm điều gì? Mình lấy cái khúc này nè, Authenticator, mình copy khúc mình nha, copy, mình paste vào trong đây, confirm. Rồi, là xong rồi đó, Security. Thì quý anh chị thấy không, là mình đã set up xong cái phần gọi là Google Authenticator. Quý anh chị thấy không, rất là quan trọng. Và sau đó đó, quý anh chị phải cần set up thêm cái nữa, đó là cái phần gọi là Mobile Verify. Thì cái phần này là chị mình đã set up xong rồi, nhưng mà nếu mà quý anh chị chưa set up xong đó, quý anh chị click vào trong đây, sau đó quý anh chị follow the same instruction thôi. Thì quý anh chị chỉ cần á, bỏ cái phone của mình vào, sau đó quý anh chị get cái khúc, là nó sẽ gửi một cái khúc tới cái phone của quý anh chị. Quý anh chị bỏ cái khúc vào ở trong đó để verify. Và sau đó quý anh chị bỏ cái khúc của Google Authenticator, chỉ cần bấm chữ OK confirm là quý anh chị đã được confirm và đã verify luôn cái phần phone verify như quý anh chị nha. Thì mình bỏ phone của mình vào trong đây, sau đó mình lấy cái khúc cũng tương tự là như vậy thôi, follow cái instruction thôi nha quý anh chị. Rồi, thì mình đã verify xong cái phần Google Authenticator, verify luôn xong cái phần phone luôn rồi. Mình cũng đã verify luôn cái phần email luôn rồi. Thì cái phần kế tiếp đó là cái phần ở đây. Thì quý anh chị biết đó là cái phần anti-phishing code này đó, nó là optional, nó không quan trọng cho mấy. Nhưng mà quý anh chị biết là trong cái thời gian vừa qua đó, có rất là nhiều cái email họ giả mạo, họ lừa đảo. Mình không biết thật sự cái email đó nó tới từ MEXC. Cho nên nếu trong quá khứ quý anh chị có những email nào nó gửi tới từ những công ty lớn đó, nhưng mà lừa đảo đó, thì bây giờ cách mà mình biết được đó là mình tạo cái khúc này. Thí dụ như là chị mì tạo 5 số 1 đi ha,
là cho cái phần gọi là anti-phishing, là mỗi lần cái email từ MSC gửi tới cho Jimmy đó thì nó phải nằm cái số 1. Thì Jimmy biết được là đây là những cái email thật. Thì cái phần này á, là optional, mình muốn chọn như cái số nào cũng được hết. Cái quan trọng là khi nó gửi tới cái email của mình á, mình biết là từ đâu gửi tới. Rồi confirm. Xong. Như vậy thôi, đó là cái cách mà mình setup. Sau này muốn đổi password thì bấm vào trong đây, change password. Còn mình muốn cái mặt của mình á, là nó scan cái mặt mình nó vào, thì bấm turn on cái phần này là xong. Ok. Rồi, thì đây là cái quá trình làm sao Jimmy verify cũng như là Jimmy protect cái tài khoản dùng bằng Google Authenticator cũng như là cái phần mobile nha quý anh chị. Nhớ làm xong cái phần này, nếu không rất là nguy hiểm. Rồi, xong phần này. Và nếu anh chị nào đó muốn biết làm sao đăng ký cái tài khoản MEXC thì quý anh chị nhớ nha, là vào trong cái đường link này thinksmartbrother.com/MEXC và cái referral code là 1TQYT, và cái đường link của Jimmy nằm ở dưới cái video này luôn nha quý anh chị nha. Quý anh chị muốn sign up về cái phần gọi là VPN để log in cho nó tiện đó, thì nó có cái đường link gọi là thinksmartbrother.com/surfshark, là cái VPN để giúp cho mình log in vào rất là tiện nha quý anh chị nha. Thì cũng như là chị mày nói, nếu quý anh chị nào á, mà đăng ký đó MEXC Global thì cái đường link của chị mày nằm ở dưới, và nếu quý anh chị đăng ký dùng cái đường link của chị mày đó thì chị mày cảm ơn rất là nhiều, và nó cho chị mày động lực để làm thêm những cái video như thế này nữa. Và cảm ơn quý anh chị rất là nhiều, và chị mày chúc cho mọi người đầu tư thông minh.